Uh, xin chào các bạn thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn một cái công cụ uh, phân tích sản phẩm trên Amazon cũng rất là tuyệt vời và mình nghĩ là cái công cụ này có thể cạnh tranh trực tiếp được với cái công cụ Helium 10 trên Amazon mà các bạn đang sử dụng uh, công cụ này có tên là Seller Seller ở đây là một cái công cụ uh, cũng phân tích dữ liệu và phân tích uh, tất cả những cái thông số uh, thị trường rồi khám phá sản phẩm, rồi từ khóa để cho các bạn có thể có một cái nhìn tổng quan, có một cái bức tranh toàn cảnh và khái quát được với thị trường Amazon với những cái dữ liệu mà các bạn trả về từ cái công cụ Seller Spy này thì đây là một cái công cụ mình đánh giá nó cũng tương tự như Hello 10 vậy. Đầu tiên thì các bạn cần vào đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé. Thì các bạn vào phần sign in này, sign login vào này. Sau đó các bạn điền thông tin tên, đó, họ vào tên email, password điền địa chỉ password và sau đó là các bạn đăng ký thôi nhá. Thì ở đây mình đã đăng ký được một cái tài khoản uh, seller spirit rồi mình sẽ đăng nhập vào nhá. À, nếu mà có tài khoản đăng ký thì các bạn điền sign up còn có rồi thì các bạn điền login vào này. Mình log vào này. Đó, thì đây là một cái tài khoản uh, của mình. Thì uh, với Seller Sprite thì các bạn cũng có thể tải được cái extension của Hello 10, uh, cũng tương tự của uh, của Seller của, của Sprite về. Đây, đây là cái extension của Seller Sprite. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể tải về. Sau đó là các bạn sử dụng thông qua cái extension này. Khi mà các bạn tìm kiếm được sản phẩm trên Amazon, các bạn vào extension này. Sau đó ấn vào phần uh, tải xuống nhé. Đây, Undistall này. Tải xuống, sau đó các bạn cài lên trên... Uh, Extension ở trên cái trình duyệt của Google. Đó, thì uh, khi mà vào trên Amazon này, uh, ví dụ bây giờ mình sẽ phân tích một ngách bất kỳ nhá thử nhá. Uh, cutting broad for kitchen này, đây là một cái dòng sản phẩm với cái thớt, thì uh, mình sẽ phân một cái uh, extension seller spread nó sẽ trả về như thế nào nhá. Đây là các dữ liệu của nó này. Mình sẽ vào một sản phẩm bất kỳ, ví dụ sản phẩm này đi. Uh, các bạn đợi một chút này. Thì các bạn có thể thấy là cái công cụ uh, seller speed này, đây. Nó sẽ trả về cho mình những cái dữ liệu đó, rất là tuyệt vời. Đây. Rất là chi tiết về cái dữ liệu này đầu tiên đó là cái dữ liệu về uh, điểm listing. Đó, thì đầu tiên là nó sẽ hiển thị cho mình rất là chi tiết những cái những cái điểm listing về uh, product email này, tổng số uh, ảnh cho cái sản phẩm này là 7 ảnh này. Đó, nếu mà cái nếu mà cái dữ liệu nào ở trên cái listing của mình nó không thỏa mãn tiêu chí nó sẽ báo đỏ như này nhá. Đó. Uh, main image background đây là cái background của helium của của cái seller spray, seller sprite này là màu trắng này, đó. Rồi kích thước ảnh là 1.600 này. Nếu mà dưới 1.600 thì nó sẽ báo báo đỏ nhá. Yeah. Listing content thì title là 149 uh, ký tự này. lớn hơn 40 lớn hơn 80 ký tự là ok rồi. Bullet point này đủ 5 cái này. Description này 1000 cái trở lên này. Đó, hơn 1000 ký tự trở lên là ok. Phần này có content a+ này. Đó. Điểm rating 4 từ 4 điểm trở lên là thỏa mãn tiêu chí thì ở đây seller này được 4 điểm. Number of rating là tổng số rating chỉ được có 3 review thôi nhưng trong khi là uh, điểm để mà được uh, seller price đánh giá tốt ấy thì cái điểm rating này phải ít nhất 10 cái rating. Thì seller này mới chỉ được có 3 cái thôi. Đó. Ok. Đấy là công cụ đầu tiên là về cái điểm uh, điểm, điểm, điểm listing. Công cụ thứ hai là về cái công cụ về sale này các bạn có thể thấy là cái công cụ về sale nó sẽ đánh giá cho mình cái số lượng sale theo tháng nhé đó số lượng sale theo tháng này đó dữ liệu trả về sale theo tháng này theo ngày này thì hiện tại là một ngày bán được bao nhiêu sale đó được chưa đây là nó trả về dữ liệu theo tháng nhé thì thực ra con số ở đây nó cũng sẽ là con số để các bạn tham khảo thôi nhá ờ, đây BSR là rank này best seller rank đó, ở trong ngách home kitchen đó các bạn có thể thấy là rank của nó đang có xu hướng như thế nào cũng rất là chi tiết biểu đồ về giá này thấy không ạ? Đó, biểu đồ về giá này, đó, rồi rating này, đó, chỉ số về rating, biểu đồ về rating nó có xu hướng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm? Uh, rating về uh, velocity này, đó thì các bạn có thể thấy này, đó, ok, đó, đấy là biểu đồ về 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 lượng sale nhé, biểu đồ về rank này, đó, biểu đồ về phí FBA này. Uh, FBA fee là 11.1999 đô la Thì các bạn có thể thấy là cái biểu đồ này Thì nó sẽ đánh giá cho mình được uh, Những cái dữ liệu về cái profit này. Các bạn có thể ước tính được cái sản phẩm của các bạn Nếu mà các bạn bán một cái dòng sản phẩm nó tương tự như thế này uh, Ví dụ ở đây giá của nó là 30 đô Thì mình uh, Ví dụ giả sử sản phẩm này Mình bán ước tính giá nhập Purchasing per per cost là giá nhập sản phẩm Thì giả sử sản phẩm này mình nhập là 4 đô chẳng hạn uh, Tiền ship này giả sử mình nhập là hai đô một sản phẩm đó thì các chi phí khác thì mình không biết thì sau khi mà mình điền vào đây nó sẽ ước tính ra cho mình cái chi phí profit margin cho cái dòng sản phẩm này đó đây cũng là một trong những cái công cụ và một trong những cái extension đó, nó sẽ hỗ trợ mình hỗ trợ mình trong cái quá trình mà mình tìm và phân tích sản phẩm trên trên amazon đó ngày lên này từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 mới lên được 168 ngày thôi rất là đầy đủ đó xuống dưới này thì các bạn có thể thấy là gì đây các thông số này asin này đó, brand này đó, seller tên là gì này đó seller là nữ quốc gia của họ là người trung quốc này Frank này rank ở trong ngách kitchen Dinning này và rank ở trong ngách uh, cutting board đây là ngách nhỏ nha các bạn đó rồi thì total revenue là 750 đô là phí fba này gross margin là 45 phần trăm này giá bán là 29 đô đó các bạn có thể thấy là biểu đồ này rất là rõ ràng đúng không ạ rồi tổng số keyword là 130 này cân nặng kích thước khối lượng của sản phẩm đó organic keyword này ppc keyword này đó rồi uh, những cái dòng sản phẩm ví dụ như là uh, listing builder như thế nào lịch sử thay đổi về trend bullet boy ra làm sao Reserver reserver asin như thế nào hay là mọi người có thể download được cái ảnh của cái tất cả cái ảnh sản phẩm này xuống này download phần a cộng m email là những cái đánh giá của khách hàng hay là các bạn hoàn toàn có thể download cái video của cái của cái video video này của cái listing này đó thì uh, các bạn hoàn toàn có thể download cả cái bộ review đó của khách hàng về cái này là nó đang tìm kiếm cho mình cái trên trên sản phẩm dòng sản phẩm tương tự như này trên Alibaba hay một sáu tám đấy rồi mọi người kéo xuống dưới mọi người kéo sang phải mọi người nhìn thấy stock status này là cái về cái hàng tồn kho của thằng này đó số lượng hàng tồn kho của cái ông này hiện tại trong kho còn bao nhiêu sản phẩm nha nó sẽ nó sẽ nó sẽ hiển thị ở đây cho mình luôn đó view detail này đó các bạn nhìn chưa trong kho chỉ còn có 5 cái thôi cũng gần hết hàng rồi đó ok và quan trọng hơn là cái công cụ này nó sẽ cho mình biết được cái dữ liệu về mọi người ấn vào seller street này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ tìm ra cho mình tổng số cái dòng sản phẩm tương tự này đang có tận những 31 asin. Doanh thu trung bình một tháng nó bán được tận 32.000 đơn hàng. Đó, đây là những cái đối thủ bên dưới này. Đó, điểm review rating số lượng son sold này, số lượng đơn hàng bán được trong vòng một tháng nhá. Đó và uh, tổng số revenue của những cái đối thủ liên quan đến cái sản phẩm này đang bán trên Amazon hiện tại ngày lên là bao nhiêu phần trăm? À, ngày lên là ngày nào? Thì uh, theo như dữ liệu mình thấy thì nói chung ở đây nó cũng rất là tuyệt vời vì đây đây là các dữ liệu có thể export xuống này. Đó, tải xuống này. Thì uh, cái công cụ Seller sprite này thì mình thấy là nó cũng rất là rõ ràng và chi tiết cho các bạn khi mà các bạn bán hàng trên Amazon. Đây. Đó, từ khóa này. Uh, Reserver IC này, thì từ cái IC này nó tìm cho mình những cái từ khóa lên tốt của nó này từ khóa nó acrylic cutting brush này nó là một trong những cái từ khóa mà mình đánh giá là rất là ok đó các bạn có thể thấy này đúng không ạ rồi những cái từ khóa lên top tương tự như của nó này đó thấy không ạ đó, high speed này rồi uh, ranh này ranh hiện tại của từng từ một rồi thậm chí là keyword mini uh, keyword uh, mini này đó các bạn có thể thấy là những cái từ khóa ngắn được chưa index checker này đó thì những cái từ khóa này mọi người có thể cho những cái từ khóa tương tự vào đây nhá đó, ok thì đây là một cái công cụ mà theo như bản thân mình đánh giá là một cái công cụ rất là chi tiết và đầy đủ đó thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản seller sprite trên này nhá và chi phí về giá thì các bạn có thể vào phần pricing này đó thì uh, với cái phần về giá bán thì nói chung là với công cụ seller sprite thì nó vẫn là một trong những công cụ có cái ngưỡng giá rất là cao bởi vì thực ra nó cũng giúp được mình rất là nhiều công việc và nó là một trong những công cụ rất là đầy đủ. Đấy, công cụ của nó này, các bạn có thể thấy là gì? Cái phần công cụ của nó thì các bạn có thể thấy là rất nhiều công cụ, đúng không ạ? Từ tìm kiếm đối thủ này, tìm kiếm sản phẩm, đến tối ưu hóa danh sách, rồi từ khóa, đúng không ạ? Rất là đầy đủ chi tiết cho tất cả những cái gì mà bạn muốn bán ở trên Amazon thì gần như đầy đủ cả, nhá Thì ở đây nó có những cái gói giá tiền này, theo năm. Được chưa? Các bạn có thể thấy là gói cơ bản thì là 390 đô một năm, tiêu chuẩn thì 790, 290 và gói VIP là 1890 thì nó sẽ bao gồm được truy cập được tất cả những cái dữ liệu ở đây. Các bạn có thể thanh toán qua PayPal hoặc là thẻ tín dụng nhá. Đó, còn đây là gói hàng tháng này. Hàng tháng thì nó có một cái gói gọi là gói free. Đó, gói free theo dõi cho mình được một vài chỉ số thôi Còn lại những cái gói free này thì nó bị giới hạn rất là nhiều tính năng Còn đây là cái gói standard plan là cái gói tiêu chuẩn đó Thì là 79 đô một tháng thì các bạn có thể trích xuất được rất nhiều dữ liệu này, đó không giới hạn này, hiểu không ạ? Unlimited này, đó, đó thì đây là một cái công cụ mà mình nghĩ là các bạn nên thử trên Amazon nhé, bởi vì đây là một cái công cụ nó phân tích cũng rất là kỹ càng và gần như là cũng đầy đủ thông số. đó thì hiện tại thì nếu mà mọi người sử dụng công cụ này mình sẽ có những cái mã giảm giá cho mọi người nếu mà mọi người muốn sử dụng công cụ này và đây là một trong những công cụ mà mình đánh giá là cũng rất là tuyệt vời, các bạn nên thử nhé. Đó, nếu mà các bạn muốn đăng ký và sử dụng cái công cụ này Và được xin cái mã giảm giá ấy, Thì liên hệ trực tiếp với mình Mình sẽ kết nối và sẽ gửi cho mọi người cái coupon Để mọi người được giảm giá khoảng 30% nha. Đó, Cho bất kể một cái gói nào ở trên Seller Sprite Đó, Cảm ơn các bạn đã xem video này